chào tất cả các anh. Dạo này thì thời tiết thay đổi rất là thất thường. Trời lúc mưa lúc nắng thì các anh nào bị bệnh xương khớp hay nhức mỏi xương khớp, hay là các anh bị bệnh gút thì rất là đau và rất là khổ đấy ạ. Hôm nay thì nhà em giới thiệu cho các anh một giải pháp rất là hữu hiệu. Đây là sản phẩm cao gắm được người Tày chế tạo từ rất là lâu rồi đấy ạ. Sản phẩm cao gắm nhà em thì được các khách hàng sử dụng rất là nhiều rồi. Thế nên là các anh có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm cao gắm. Đây là sản phẩm cổ truyền từ rất là lâu rồi. Nhà em sử dụng phản hồi rất là tốt, thế nên là các anh hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu cho mình những loại cao gắm về nhà các anh nhé.